Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay nhá, video này không phải là video để bán hàng cho anh em, mà video này rất nhiều anh em có yêu cầu để làm hướng dẫn cho anh em chi tiết, chỉnh chi tiết và làm chủ những chiếc van cơ lai số ETC890 này. Đấy, thì video này em sẽ hướng dẫn cụ thể từng chi tiết, từng phím chỉnh để cho anh em làm chủ được chiếc van này, chỉnh hoàn toàn bằng tay, bằng cơ, cũng như là để anh em thay đổi các thông số làm sao mà ok nhất, nghe nhạc, hát karaoke hay nhất. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ nhá. Anh em bỏ ra 3 giây cho bên em xin 1 đăng ký kênh và nhấn chuông nhá, để không bỏ lỡ cũng như là tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio trong khoảng thời gian tiếp theo nhá. Và đây, giới thiệu cho anh em về con này với mặt trước của nó. Đây, các cái mặt trước của nó, sau đó là giới thiệu mặt sau nhá. Mặt trước của con này thì anh em ấy, màn hình hiển thị ở giữa đầy đủ các thông số, anh em bất kỳ chỉnh bất kỳ một thông số nào nó sẽ hiển thị thông số ở đây, và chia ra bên trái và bên phải. Đấy, bên trái này thì có hai hàng nút trên dưới, mỗi hàng nút sẽ là 4 nút. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết từ bên trái đi vào nhá, để anh em dễ hình dung ra. Phím đầu tiên là cái mũi tên hai gạch xuống và mũi tên, đây là dùng cho USB, 3 phím đầu tiên luôn, chứ phải phím. Khi anh em cắm USB vào muốn qua bài thì anh em chọn là nút này, muốn quay trở lại thì anh em chọn nút này, và khi muốn bắt đầu, đấy, tạm dừng và bắt đầu anh em chọn nút này. Đấy, 3 phím đầu tiên cho anh em nhá. Và phím tiếp theo input này, đó là sẽ phím là thay đổi các cổng kết nối. Rất nhiều anh em không biết thay đổi cổng kết nối vì sao, cắm vào ví dụ như anh em cắm nhạc vào là cổng quang, mà anh em chọn ở trên đây hiển thị nó Bluetooth, hiển thị là AUX1 thì nó không ra tiếng, là vì anh em chưa thay đổi cổng kết nối. Đây, em thể ấn vào đây, thay đổi sang cổng Optical này, COA này, đấy, AUX1, AUX2 và Bluetooth. Đấy anh em nhá, thì anh em phải biết. Đây, sẽ quay hướng dẫn cho anh em đằng sau này. Anh em cắm vào tín hiệu nhạc vào ở cổng nào thì anh em chọn đúng ở trên màn hình giúp em. Ví dụ như là đang ở cổng quang thì anh em cắm cái lối cổng quang thì anh em chọn đúng cổng quang trên màn hình này. Hiện tại em nó bắt Bluetooth thì anh em có thể chỉnh sang Bluetooth, sau đó tìm trên điện thoại và bắt trực tiếp Bluetooth. Đấy. Cũng như là đường AUX1, AUX2. Đấy, anh em chọn nhá. Cắm vào AUX1 thì anh em chọn ở đây là AUX1 để làm sao là tín hiệu nó thông. Đấy, đường tín hiệu nó thông từ TV xuống các cổng AUX1 này, chọn đúng rồi thì nó phải ra được vào đẩy và loa. Đấy anh em nhá. Tiếp tục đây. Để tiếp tục giới thiệu cho anh em hàng dưới. Hàng dưới của nó sẽ đây. Cái nút ngoài cùng bên trái này nó sẽ là nút lặp lại bài. Ví dụ như anh em cắm USB muốn nghe đi nghe lại một bài thì anh em có thể ấn nút này. Đấy, lặp lại bài. Tiếp theo nữa, phần EQ này nó là phần equalizer của những chiếc van cơ lai số này. Nó tích hợp cho anh em rất nhiều các thể loại nhạc như classic này. Đây, em sẽ chọn cho anh em luôn classic này, pop này, rock này, jazz này. Nói chung đầy đủ các thể loại nhạc. Làm sao em nghe nhạc nào chọn đúng thể loại nhạc trên cái equalizer này thì nó rất là hay, đồng bộ các thể loại nhạc nghe cực kỳ hay. Đấy, tiếp tục nữa là nút priority này. Priority là nút ưu tiên tiếng mic cho các bác làm show sự kiện. Ví dụ như anh em hiện tại em đang off đó đi nhá, thì anh em alo bật nhạc lên để cho to nhạc. Alo thì tiếng nhạc tiếng mic nó trộn với nhau, nó không có ưu tiên gì cả. Anh em nghe nhá. Đấy, nó trộn vào nhau, không có nghe một cái gì đó. Anh em bật cái chữ priority này on lên thì sẽ lại chế độ ưu tiên tiếng mic, anh em nghe nhá. Tiếng nhạc sẽ chìm xuống sau khi anh em alo xong thì tiếng nhạc mới lên, đúng không ạ anh em nhá. Ý bác làm show sự kiện thì anh em rất cần, ví dụ phát biểu thì tiếng nhạc chìm xuống thì anh em nghe lại để anh em nghe nhá. Nên 6 7 8 9 10 10. Đấy, đúng không ạ? Đấy, và đây, đấy là xong phần bên trái này. Và có một chữ IR là tích hợp điều khiển từ xa. Tích hợp điều khiển từ xa cho anh em nhá, thay đổi tất cả các thông số cũng như là cái chế độ chỉnh trên những chiếc điều khiển từ xa này. Và bên phải của cái màn hình này thì có một cái control to để anh em thay đổi các thông số tăng giảm. Còn đâu là đi sâu hơn, ví dụ phần music là phần nhạc này, mic và phần effect. Đấy, nó sẽ chia ra ba cái cần, gọi là ba cần giải equalizer đi, để cho anh em dễ hiểu chỉnh. Ví dụ anh em muốn chỉnh phần bass chung và chép của mic của phần music này thì anh em bấm 2 lần. Đấy, chép này, tăng chép lên, giảm chép đi. Đấy, tiếp tục nữa phần chung này, tăng lên và giảm đi. Đấy, ok chưa? Tiếp tục nữa là phần bass cũng như vậy, tăng lên và giảm đi. Phần mic cũng tương tự như thế thôi. Đấy. Phần mic, đây phần này là phần cây nhá, rất nhiều anh em hỏi phần cây. Cây là phần nâng tông và hạ tông. Khi anh em vặn lên là tiếng tông nó khác nhau. Đấy, nâng tông và hạ tông cho các bác thôi. Đây, em sẽ thử luôn. Cây này tăng lên nhá, anh em nghe nhá, tiếng nó khác. Đấy,
lâng tông và hạ tông, nâng cao quá thì nó sẽ gây ra cái tiếng nó như như em vừa alo đây, lại cho anh em nhá. Đây. Giảm đi một chút. Mềm 7 8 9 10. Mềm 7 8 9 10. Đấy, nó ồm lại cái phần cây này, anh em cứ để không không thôi thì không bị ảnh hưởng gì à. Tiếp theo là phần chép chung và bát của mic nhá. Đấy, của mẹ chép chung và bát của mic. Riêng phần effect này anh em nhớ kỹ hơn một chút vì nó sẽ có nhiều cái chỉnh hơn. Nó có echo và dì vọt riêng biệt. Ngoài bát chung chép thì có echo và dì vọt riêng biệt, anh em ấn vào đây. Đấy, tăng lên thì vặn sang phải, giảm đi vặn sang trái. Cũng tương tự nha, chép chung và bát. Phần này giờ phần dì vọt bon nhá. Anh em muốn nhiều tiếng dì vọt đấy thì tăng lên. Ít đi thì giảm đi. Đấy, em bên những cái thông số này bên em đã chỉnh sẵn rồi anh em nhá. Anh em về nhà chỉ chỉnh lại một chút thôi. Dì vọt tham lại thời gian của tiếng dì vọt có thể giảm, tăng hoặc giảm. Tiếp tục là cắt tần số vì dì vọt, anh em sử dụng là tiếng dì vọt nhiều, tiếng dì vọt ít anh em có thể tăng ở đây hoặc giảm ở đây. Đấy, rất là ok cho anh em. Tiếp tục đây. Phần delay là phần delay tiếng mic, delay anh em để delay để anh em nghe thử nhá. Nên. Đấy, delay nhiều, phần delay ít anh em giảm đi. Nên. Đấy, anh em thấy không? Nó khác biệt rất rất là nhiều luôn, chỉnh. Và phần này cắt tần số thấp của phần đây nhá, đây là phần cắt tần số thấp của phần echo thì anh em cứ để không không thôi, để không không cho nó cân. Tiếp tục đây, tiếp tục nữa nhá, để em chỉnh cho anh em chi tiết luôn. Và phần repeat đây, repeat lặp đi lặp nhiều nhá. Phần repeat này anh em nghe nhá, xem nó khác biệt không khi mà anh em tăng repeat lên. Đấy, nó lặp đi lặp lại rất là nhiều. Anh em muốn lặp ít thì anh em sẽ giảm đi. Ví dụ như em chỉnh cho em 15 hoặc 16 thôi ạ. Nên 6 7 8 9 10. Rất là dễ nghe đúng không ạ? Đấy, rất là dễ nghe cho anh em luôn. Đấy, quality of. Và đây là những cái anh em chỉnh về phần mặt trước của nó, chuyên sâu anh em. Đằng sau này thì cũng không có gì cả. Đằng sau sau này sẽ có 3 giới hạn volume. Volume tổng của nhạc này anh em tăng lên. Volume của mic em cứ để hướng 12 giờ. Thế là cân, còn anh em muốn mic to thì tăng lên một chút. Đấy. Đây là những chiếc vang ETC phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu ETC, mã DK890 Pro. Hàng này em vẫn bán cho em một mức giá cực kỳ tốt và sẽ bảo hành cho em 2 năm. Một đổi một trong vòng 2 năm. Ngoài thị trường vẫn bán cho anh em là 1.6 triệu, nhưng ngày hôm nay nhá, em bán cho anh em là 1.350.000 và tặng đầy đủ dây jack kết nối cộng thêm một dây quang như này. 1.350.000 bao ship, tặng dây jack kết nối, nhận hàng kiểm tra thanh toán và em sẽ cam kết cho anh em những chiếc vang cơ lai số này rất là hay, tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ hay. Tiếng mic của nó có echo và dì vọt riêng biệt, cũng như là phần chống hú của nó. Đây, chống hú của nó FX5 chế độ chống hú gần như hoàn toàn tuyệt đối cho anh em. Đấy, rất là cao cấp nhá. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thành Audio hoan hỉ cho BM Simline. Một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thành Audio nhá. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.